Người Việt 12 con giáp cần làm để phát tài tháng cô hồn, chung số động đất, giàu có, trở thành đại gia. Hoan nghênh chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng biết tháng 7 âm lịch hay còn được coi là tháng cô hồn. Theo quan niệm dân gian, vào những ngày này cần âm phủ mở cửa, các linh hồn đều có thể trở về dương gian qua cửa âm. Để tránh bị các linh hồn quấy nhiễu, bạn cần nắm được những chiêu cầu may để bình an vô sự. Bên cạnh đó, nếu trong cuộc sống luôn cảm thấy có những dấu hiệu không may mắn, bị tà ma đeo bám, tiểu nhân hãm hại, thì quý vị cũng đừng quên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo đã được khai quang trì chú. Đây là pháp khí được thầy Gia Cát sử dụng các hình tượng của nhà Phật kèm theo chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang bên mình không sợ bị tà ma, ngạ quỷ hãm hại. Ngoài ra vật phẩm còn giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, thâu thu tài lộc, tình duyên. Còn bây giờ, mời quý vị hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát khám phá những tuyệt chiêu cầu may trong tháng cô hồn cho 12 con giáp mà ai cũng cần phải biết. Một tuổi Tý. Ban ngày nên mở hết cửa sổ, đón ánh nắng vào nhà, nắng càng nhiều càng tốt. Ban đêm bật đèn sáng, như vậy có khả năng ức chế sự tích tụ âm khí. Mặt khác, người tuổi Tý năm nay cũng hợp thái tuế nên có thể đeo dây tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn để cầu cho bản thân được bình an, may mắn. Quý vị lưu ý, cần phải chọn vòng đã được khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng, theo đúng ngày, tháng, năm sinh của mình để vòng phát huy được công năng tốt nhất, giúp con giáp mang lại may mắn cho người thân, gia đình. 2. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu nên hạn chế ra đường vào ban đêm, tránh các địa điểm có nhiều âm khí như hiện trường tai nạn, nghĩa trang, bãi đất hoang. Nếu bắt buộc phải tham gia ngoài thì nên tránh đi những nơi vắng người qua lại, hoang vu, như vậy thì sẽ không bị âm khí xâm chiếm. Các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Sửu hãy luôn mang bên mình minh quang pháp bảo hoặc vòng tam hợp quý nhân để xua đuổi tà ma, thu thu may mắn, tài lộc trong tháng cô hồn. 3. Tuổi Dần. Đàn ông tuổi Dần vương khí tràn đầy. Tuy nhiên, trong tháng cô hồn cũng không nên ra ngoài vào buổi tối, bởi chuyện gì cũng có thể xảy ra. Các chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ tuổi Dần hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời cũng nên đi chùa cầu an, làm việc thiện tích đức để gặp được nhiều may mắn. 4. Tuổi Mão. Người tuổi Mão căn khí trong tháng 7 âm lịch không được tốt, vận thế bị ảnh hưởng rất lớn nên dễ dàng bị âm khí quấy nhiễu. Tốt nhất, người tuổi Mão nên đến các miếu, đền, chùa và đeo vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi hoặc đặt một vài bức tượng linh vật như tỳ hưu khai vận trên bàn làm việc để khẩn cầu phù hộ. 5. Tuổi Thìn. Trong tháng cô hồn, người tuổi Thìn nên thận trọng một chút bởi bản mệnh cũng sẽ bị âm khí quấy nhiễu, thậm chí còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Để được bình an, may mắn, tốt nhất bạn nên đeo những món đồ trang sức làm bằng gỗ, đặc biệt là gỗ huyết long, tử đàn hay xưa. Chúng có khả năng trừ tà rất tốt. Trong phong thủy, khi dùng các loại gỗ trên kết hợp với đá mã não có khắc hình linh vật tam hợp theo tuổi của bạn thì không gì tốt bằng. Vậy nên với những người tuổi Thìn, các chuyên gia phong thủy khuyên bạn hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn để xua đuổi tà ma, chiêu tài hút lộc trong tháng cô hồn này. 6. Tuổi Tỵ. Vận thế của người tuổi Tỵ trong tháng cô hồn không tới nỗi xấu, nhưng gặp vận khí ảm đạm thì dễ bị tà khí ám lên người, ảnh hưởng tới bản mệnh. Người tuổi Tỵ không nên ra ngoài vào buổi tối hoặc khi đi ngủ không nên tắt hết đèn, mà nên để sáng một ngọn đèn nhỏ. Bên cạnh đó, luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Do tam hợp với thái tuế nên những người tuổi Tỵ hãy để trong ví hoặc trong ốp điện thoại một kim bài thái tuế. 7. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ trong tháng cô hồn khi ngủ có chút bất an, có thể đặt một cái chổi ở góc phía bên trái phòng
Như vậy sẽ mang lại cảm giác an tâm hơn, ngủ ngon hơn. Ngoài ra, người tuổi Ngọ cũng cần luôn đeo vòng dây tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để cầu may mắn, bình an. Đồng thời, do bị lục hại với thái tuế nên cần mang bên mình một kim bài thái tuế, sử dụng hình tượng của ngài để xua đuổi vận hạn của năm. 8. Tuổi Mùi. Vận khí của người tuổi Mùi trong tháng cô hồn không bị ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên, người tuổi Mùi nên tránh nói ra những lời xui xẻo, xúc phạm tới cõi âm, bằng không bạn sẽ gặp nhiều xui xẻo. Người tuổi Mùi cũng nên làm nhiều việc thiện, phóng sinh, tích phúc, tích đức cho chính mình và cũng có khả năng trừ tà. Ngoài ra, hãy luôn mang bên mình kim bài thái tuế và vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. 9. Tuổi Thân. Trong tháng này, tuổi Thân không dễ bị âm khí bủa vây, như vậy có thể coi là may mắn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn thận bởi nhân tính không bằng trời tính. Cách phòng tránh xui xẻo trong tháng cô hồn của người tuổi Thân là nên đặt tỷ hưu khai vận trong nhà. Không chỉ để bình an trong tháng cô hồn mà vận trình cả năm cũng được thịnh vượng, phát đạt. 10. Tuổi Dậu. Theo tâm linh, tháng 7 âm lịch là tháng không may mắn của những người tuổi Dậu, có thể bị âm khí theo về nhà, khiến tinh thần bị khủng hoảng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Người tuổi Dậu cần nhanh chóng cầu thần, bái Phật, phù hộ. Cần phải đeo bên người pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để trừ tà. 11. Tuổi Tuất. Vận thế trong tháng này của người tuổi Tuất khá tốt, căn khí tương đối mạnh, bởi khả năng bị âm khí quấy nhiễu là rất thấp. Tuy vậy, bạn cũng nên thận trọng từ lời nói tới việc làm để tránh gặp xui xẻo, giữ được hòa khí. Dùng thêm kim bài thái tuế và vòng tam hợp quý nhân là việc làm phù hợp nhất với người tuổi Tuất. 12. Tuổi Hợi. Trong tháng xui xẻo này, tốt nhất người tuổi Hợi không nên ra ngoài du lịch, không nên tích trữ những đồ cũ, bởi đồ cũ thường hay mang tà khí xấu. Nếu muốn trừ tà, bạn có thể thắp sáng một cây nến hoặc mang bên mình một kim bài thái tuế, vòng tam hợp quý nhân hoặc túi nhỏ màu đỏ bên trong có đựng tỏi, vận xui sẽ không còn đeo bám. Quý vị thân mến, trên đây là một số cách phòng tránh xui xẻo trong tháng cô hồn dành cho 12 con giáp theo quan điểm dân gian. Như có thờ có thiêng, có kiêm có lành, nếu có thể vận dụng phong thủy một cách khéo léo trong cuộc sống vẫn tốt hơn. Quý vị có biết không, dù rồi là điều chẳng ai mong muốn, song không may lại có 4 con giáp sẽ gặp xui xẻo trong tháng cô hồn. Cây phong thủy Gia Cát xin có đôi lời nhắc nhở, hy vọng các bạn đều được bình an. Đó là những con giáp nào, mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, tháng 7 âm được dân gian coi là tháng cô hồn, bởi đây là khoảng thời gian mà các vong hồn nơi âm tào địa phủ được mở cửa mà thoát lên dạo chơi trốn trần gian. Chính vì thế mà trong tháng này, buổi tối tốt nhất không nên đi ra ngoài quá muộn, cũng cần lưu ý để không vấp phải những kiêng kỵ trong tháng cô hồn. Tuy nhiên, đôi khi phòng tránh là một chuyện, song dù làm tốt đến đâu thì 4 con giáp sau vẫn dễ gặp những điều xui xẻo, đen đủi trong tháng cô hồn, bởi phạm phải xung sát trong tháng này. Vậy đó là những con giáp nào? Hãy cùng tìm hiểu với kênh Phong Thủy Gia Cát ngay sau đây. 1. Người tuổi Tỵ sinh tháng 8 âm lịch. Huyết quang đào sát, tiền tài thấu chi. Những người cầm tin con rắn hay những người sinh vào tháng 8 lịch âm trong tháng cô hồn cần chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân. Bởi đây là thời điểm mà bạn có thể gặp phải những tai họa bất ngờ, tai nạn hoặc bị thương tật, chảy máu ứng với họa huyết quang. Những tai họa này khiến cho bạn thất thoát tiền của, tài lộc tổn hao. Tốt nhất với những chuyện mình chưa quen thuộc thì chớ nên cố ý động vào, kẻo mang họa vào thân. Cũng nên tránh xa những nơi nhiều tà ma. Chuyện tình cảm cũng sẽ bị đào hoa sữa đeo bám, không phân biệt được đúng sai, tốt xấu. Ngoài việc chú tâm cẩn trọng giữ gìn sức khỏe, tỉnh táo trong chuyện tình cảm, người tuổi Tỵ, đặc biệt là những người sinh vào tháng 8 âm lịch, cũng có thể đeo thêm mặt đá, trăng phong thủy để cầu bình an. 2. Người tuổi Dần sinh vào tháng 10 âm lịch. Mệt mỏi nguy khốn, sức khỏe kém an yên. Người tuổi Dần là một trong 4 con giáp sẽ gặp xui xẻo trong tháng cô hồn, nhất là những ai sinh vào tháng 10 âm lịch, càng là đối tượng cần cẩn trọng trong thời gian này. Nên chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, giữ gìn sức khỏe. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, đó là dấu hiệu của bệnh tật sắp đến.
nên hạn chế thức đêm, ôm đồm công việc dẫn đến căng thẳng, quá tải vì áp lực. Cần tìm thời gian để thả lỏng tinh thần, thoải mái về thể chất. Cũng có thể mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Sơn, Ngọ, Tuất để xua tan vận hung đeo bám. 3. Ngày tuổi Sửu sinh vào tháng 7 âm lịch. Tai nạn xe cộ, vỡ đầu chảy máu. Tháng cô hồn nhiều điều kiêng kỵ, không thể làm ngơ, đặc biệt là với những người sinh tháng 7 âm, tháng cô hồn và người tuổi Sửu, con giáp dễ gặp xui xẻo trong tháng cô hồn. Trong tháng này, có việc đi đâu hay đơn giản là khi tham gia giao thông cũng cần phải đặc biệt chú ý tập trung. Chỉ lơ là một chút cũng có thể gây tai nạn. Trong công việc, đừng nóng vội bốc đồng sẽ gây tai họa. Dù là đi bộ hay đi xe cũng cần phải tập trung tinh thần, tuyệt đối không phân tâm làm những chuyện khác. Nghe điện thoại thì chạy xe là điều đồ kỵ, để bế quan hòa sát có thể đeo thêm vật phẩm phong thủy, tốt nhất là vòng minh quang pháp bảo. 4. Người tuổi Dậu sinh tháng 4 âm lịch. Tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng cô hồn, vì thế hành sự cẩn trọng là hơn, chớ làm việc xấu, kẻo hung vận ám vào người. Đặc biệt là những ai tuổi Dậu sinh vào tháng 4 âm lịch càng dễ gặp nhiều đen đuổi trong tháng cô hồn. Trong công việc nên cố gắng khiêm nhường, chớ tự cao tự đại, cũng đừng lo chuyện bao đồng, hạn chế buôn chuyện nói xấu mọi người ở cùng chỗ làm, tránh gây thù chuốc oán, mang họa vào thân. Mặc dù kiếm tiền khá trong tháng này, nhưng chính điều đó lại khiến bạn thành ra chủ quan, quản lý tiền bạc không cẩn thận hoặc chi tiêu quá phóng tay, xui xẻo từ đó mà ra. Để bảo vệ cho bản mệnh được vững vàng, quý vị hãy luôn nhớ mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Quý vị thân mến, trên đây là việc 12 con giáp cần làm để có được may mắn. Những con giáp các vận đen liên miên không ngóc đầu lên được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực xây dựng nội dung ngày càng tốt hơn để không phụ lòng mong mỏi của quý vị đã luôn ủng hộ chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.